Ông xã ơi, bữa nay em mua được một mớ đồ biển nè, hàu với lại sò đẹp, ngon chưa? Để tẩm bổ cho anh có sức nha. Để có sức làm gì em? Để có sức làm gì ta? Làm YouTube. À, ok. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mua được một mớ đồ biển rất là tươi ngon nè các bạn. Wow, hào với con sò điệp ha. Dạ, rất là tươi ngon. Mình định nấu lẩu cho gia đình mình ăn chiều bữa nay các bạn. Tại bữa nay trời ở ngoài nó hơi lạnh đó. Có lẩu ăn là bá cháy luôn nha. Nè, mình đã mua một mớ rau, mình rửa sạch rồi. Mình để sẵn lên dĩa rồi. Ngon chưa các bạn? Còn đây là một ít tôm với mực. Mực này là mực ống, mình cắt luôn rồi các bạn. Còn cái này á là cá viên ha. Mà ở trong nó có cái gì á, tại bữa em ăn ở cái tiệm đại hàng thấy ngon quá cho nên em mua. Còn cái này là một ít đồ để chuẩn bị để mình nấu cái nước nước lẩu á các bạn. Cái này là sả cay ha, sả băm, tỏi băm, một củ hành và ít lá chanh nha các bạn. Và đây là mình chuẩn bị để nấu cái nước nước lẩu á các bạn. Mình chuẩn bị có hai cái lon nước súp gà. Nước súp gà ha. Tại bữa nay mình bận á, mình không có hầm xương ha. Cho nên thôi mình lấy cái này nấu cũng được các bạn. Và không thể thiếu đó một lon nước dừa soda nha các bạn. Và một cái tơ, cái hũ tôm dâm. Cạc tôm á các bạn. Riêu tôm đi phải không? Tôm dạ. Và nếu mà bạn cay thì thêm một ít sa tế ha. Và còn đây là một ít rau thơm để bỏ vô cho nó lẩu thái của mình cho nó thơm nha các bạn. Một trái cà chua. Và còn đây là một ít bạc hà của họ mình lấy đằng má nè. Về vẫn còn tươi các bạn. Lấy hay là chôm em? Lấy. Ok. Bữa nay mình lấy các bạn. Không có chôm. À. Cái chôm mình ăn hết rồi. Cà chua mình cắt ha, mình một trái đủ rồi các bạn. Wow. Tại sao bữa nay mình ăn lẩu ta mà lẩu con là... hào nữa? Dạ tại vì em thấy mua đồ biển mà thấy ngon tươi quá mà trời thì hơi lạnh. Cho nên mình có cảm giác thèm cái gì ăn nóng nóng các bạn, mà cay cay ấy. Nên là mình nghĩ ra là hơi nước Thái Lan, gà lẩu Thái Lan ăn. Nó cay cay, chua chua, mình nhiều rau nữa. Mùa đông thì mình ăn vậy thì nghĩ chắc ngon lắm xã ơi. Chứ không phải anh hôm nay mất sức quá là em mua hào với về nấu cho anh ăn lợi sức ha? Anh làm gì mất sức? Wow, làm YouTube mất sức lắm chứ bộ. Thức đêm nè không? Dạ. Tại vì cũng là cái lý do là đam mê các bạn. Đôi khi thức tới 2-3 giờ sáng là cũng có chuyện thường các bạn ơi. Anh tưởng đâu cái con hào này ăn ăn tốt lắm cho đàn ông cho nên em mua về cho anh chứ. Mệt. Em mua giống như là tại thấy tươi rồi mua cho cả nhà ăn. Chứ ai mà nghĩ gì đâu. Anh nhà mua về đặng cho làm vô thiếu. Cực thêm nữa. Nè, nhiều đồ rau quá mới ăn hết không xã ha. Ok, cái này rau thơm mình cắt nhuyễn luôn nha các bạn. Cái này lẩu Thái mà sao có đồ Việt Nam ở trong nữa ta? Đồ Việt Nam, ở Thái thì nó ăn rau cũng giống mình á. Chắc này là lai. Lai. Phân nửa Việt Nam. Có bạc hà ở trong nè ha. Dạ. Mình nấu lẩu Thái Lan chua cay nha các bạn. Nhưng mà tại mình không ăn được ớt. Cho nên mình dùng ít ớt thôi. Nếu mà các bạn nào thích ăn ớt á, nhiều quá thì cắt ớt bỏ vô. Ông xã thấy cái dĩa rau của mình nó hấp dẫn chưa nè? Rất là hấp dẫn luôn. Đó. Với lại nay ăn toàn là đồ biển không hông? Đồ biển với rau nè các bạn. Đó. Wow. Ăn cái này chắc nó sung sức lắm, nó làm rất là nhiều video. Dạ, để có nhiều video cho các bạn xem nha. Đó. Còn cái bây giờ thì mình bắt đầu mình tóc hào với lại sò đẹp nhau sẵn. Ăn cái nào thì ra làm video hot lắm ạ. Ok. Ồ, bây giờ thì mình nhờ ông xã mình lấy cái con sò đẹp này ra là các bạn cho mình ăn lẩu cho nó dễ đó. Cái này thì làm hơi cực một chút các bạn. Nhưng mà cái bí quyết là lấy cái này ra dễ á, mình cứ nấu nước sôi một chút xíu á các bạn. Cái mình đổ nó lên trên. Cái nó dễ, nó vừa hả ra mình dễ lấy ra lắm. Đặc biệt là cái con hào á, mình đổ vô cái là nó lấy cái nó hả ra, mình dễ lấy cái thịt ra lắm. Là mình nấu nước nóng á các bạn, mình chế nó một cái thì nó hả cái miệng ra xong rồi mình tách nó rất là dễ các bạn. Wow, để mình coi đơn giản, để mình coi cái nó bự không. Rồi các bạn coi thấy nó mập không đó. Vậy là cái mình rửa nó sạch cái mình ăn hay là mình bỏ lên cái miếng này đi. Ok thì các bạn con này nó bự ra nó mập, cái này mình mới mua người ta mới bắt lên á, rất là mập ha. Mập giống anh không?
giống như chang luôn á bởi chị. Mà bữa nay anh tục ký rồi. Hôm nay ông xã mình bị sụt cân rồi các bạn. Cho nên bữa nay bà xã mua cái này về cho mình ăn nó lên cân chút nữa. Lý do anh sụt cân là tại vì hôm nay hơi thức khuya, hơi làm YouTube đó các bạn ơi. Mà ảnh nhanh lắm, ăn cái này là chắc bảo đảm lên vèo vèo quá. Cái này rất là béo và bổ dưỡng mà nó tốt nữa các bạn. Dạ rất là, mà giống như mấy người mà cao cao mỡ trong máu đó thì không nên ăn thường xuyên, đúng không xã? Ừ. Lâu lâu ăn thôi, nhưng mà nói thiệt ra cái này cũng rất là khó mua các bạn, lâu lâu nó mới có đợt. Lâu mới có đợt thôi. Cho nên hả, mình thấy là ở đây nhà mình là thích cái này lắm. Dạ, mình đặc biệt rất là thích ăn cái con sò đẹp này ha. Nhưng mà cái con hào thì ông xã mình thích hơn, mình không thích đâu. Con hào thì đàn ông hay thích hơn. Tại sao? Anh đâu biết đâu. Chắc nó có nhiều sức để mình làm YouTube nhỉ? Chắc vậy. Đúng rồi các bạn, là nhiều sức cái mình làm nhiều cái video. Dạ, để phục vụ cho các bạn ha. Cho nên bà xã mình cứ tối ngày mua cái này con hào hoài. Tại vì đôi khi mình cũng hơi bóc lột sức lao động của ảnh các bạn. Ảnh đi làm hãng về xong rồi lại bắt ảnh làm thêm ngoài giờ nữa các bạn. Cho nên mình phải lo lót chút xíu ha. Ngoài giờ là làm bằng đêm á các bạn. Dạ, làm bằng đêm các bạn, thức khuya đó. Các bạn đừng hiểu lầm nha, có nghĩa là mình nói là cho ảnh làm YouTube đó các bạn ơi. Cho nên mua con hào về ăn các bạn. Wow, ngon quá ha. Thơm quá ha. Cho nên đổ nước sôi vô cái nó tróc ra màu dễ làm lắm. Mà nếu mà mình không biết mình có lấy cái bọng này nè, bọng đất của nó ra thì thôi chắc tiêu luôn cái nồi đổ của mình quá ha. Nó đen. Dạ nó đen với nó dơ ha. Có dính. Cái kia này có dính không? Lát mình rửa lại. Ok. Mà nước sôi thì các bạn cứ mà đừng có ngâm nó trong nhiều lâu, các bạn nó chín luôn á. Để cái này cũng mình cốt yếu là để xối nó qua đặng cho nó vừa mở cái nắp ra hay không. Có nghĩa là mình chỉ đổ nước sôi qua thôi các bạn. Tưới nó lên. Đừng có ngâm đó. Cái con này thì dễ hơn cái con hào thì nó nóng một chút nó mới hở ra. Đây là cái con hào rồi các bạn, con hào khó tách hơn không sao? Thì nó khó tách. Cái con hào này mình ngâm nước nó đổ nó ngâm một chút xíu thì nó dễ hơn, nhưng mà nó nóng chút là cái mình dễ mở ra nhìn hơn. Rửa nước lạnh thôi. Dạ. Cái con hào chắc mình lấy sạch ra luôn đi cả, mình không cần để cái vỏ đâu ha. Cái tô đó các bạn, cái con hào này thì nó hơi khó tách hơn nè, nhưng mà cái con hào ở trong thì nó không có bị nhớt, thành ra chắc mình cũng không cần rửa lại ha. Không cần rửa lại. Còn nhớ con hào này mình là tách ra nhà cái mình ăn sống cũng được, mà loại nhỏ kia cả. Dạ, cái này là hơi lớn, cái loại này thì để mình hấp nướng hoặc có thể chiên bột cũng ngon ha. Con này ăn sống cũng được, nhưng mà con này ăn sống vô nó sức nó dữ lắm, nó gấp 2 lần cái sức con nhỏ. Hiểu không ạ? Cho nên mình ăn vô cái con này mình làm gấp 2. Bây giờ mình bắt cái nồi lên để nấu nước lẩu ha các bạn. Đầu tiên thì mình cho chút xíu nè, tỏi băm với lại sả băm mình tẩy nha các bạn. Đó. Mình sấy cho nó vàng. Mình thì có làm vàng quá, tại vì vàng quá nó chút nó nổi lên trên mặt á, nó bị da khét nó không ngon nha. Rồi mình đổ hai lon nước gà lon vàng đó các bạn. Và một lon dừa soda ha các bạn. Nó này rất là nhanh các bạn, đơn giản dễ làm và đặc biệt rất là ngon. Mình bỏ một cái củ hành vô, củ hành này mình cắt bự bự các bạn, tại chút mình sẽ vớt ra đó, cho nên mình cắt bự xíu. Và đây là cái sả cây mình cắt khúc ha, và một ít lá chanh. Và mình bỏ thêm 400 ml cái nước lạnh nữa nha các bạn.
Dạ, mình bỏ có thơm đó các bạn, mình bỏ vô một miếng thơm ha. Tại vì bỏ thơm cho cái nước nó thanh ha các bạn. Xong mình tắt, mình chờ nó sôi xíu ha. Dạ, cái nồi nước lẩu của mình đã sôi rồi, mình vớt cái thơm với lại củ hành ra bỏ các bạn, cho nó ngọt nước thôi. Thì bây giờ mình bắt đầu nêm nếm, mình chừa lên một ít sả cay với lại ít lá chanh cho nó thơm ha. Nêm vô đây là 2 muỗng nước mắm ha các bạn. 2 muỗng cà phê. Bột me ha, mình không có me trái cho nên mình dùng bột me. 2 muỗng cà phê bột cà non các bạn. Tại vì cái nước dừa coco của mình đó, nó đã có đường sẵn rồi, cho nên nó mình chỉ nêm vào đây á, nửa muỗng canh đường thôi nha các bạn. Mình không có nêm bột ngọt tại vì nó đã ngọt rồi, với lại mình bỏ cái bột cà non đó. Và mình nêm vào đây là nửa muỗng canh muối thôi các bạn. Và xong các bạn nêm nếm lại cho vừa ăn ha. Nồi lẩu của mình đã xong rồi nè các bạn ơi. Nè, thơm phức luôn. Bây giờ thì mọi thứ đã xong hết rồi, thì giờ chuẩn bị ăn thôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Nếu các bạn thích, xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại. Xin chào. Bye bye các bạn. Nếu mà các bạn muốn chồng mình có nhiều sức á thì cứ nấu lẩu hào cho chồng mình ăn ha. Cái là lẩu mình thơm dễ sợ làm sao.